mình sẽ test về cái áp suất, thử cái sức nén của cái động cơ bùi ha. Lấy cái đầu thổi gió của nó này. Rồi. Mình có làm cái đầu thổi gió cho nó này. Rồi, cái đầu chảy nước ha. Đắp bầu lại. Thì lúc trước mình có test thử cái lực hút của nó là khá là mạnh. Bây giờ mình sẽ thử bơm bong bóng thử, thử xem nó thổi bóng được hay không, thử cái áp suất của nó, thử cái độ nén của không khí của nó như thế nào. Cái này mình thử là sụp nước, đây có cái ống mà, thì mình sẽ test trước cái bơm bong bóng nha. Đây, mình có làm cái đầu của nó nè. Chồng lên bóng vậy nè. Mình sẽ chầu nha, mình sẽ cắt cái đầu đã, nó hơi sắc quá, mình sẽ mình cắt ra. Mình sẽ nối vô cái đầu ra, khỏi ra. Đây, đưa hút vào, đây đầu thổi ra, thổi không khí ra. Ta sẽ test. Thì áp suất trong cái thổi bóng này không? Sẽ tiếp một lần nữa là nó sẽ với một cái tốc độ cao hơn, gió cao hơn. Cái động cơ mất bộ này khá là mạnh nè, cái lực thổi gió rất là mạnh. Em sẽ tiếp một lần nữa. Đây là cái mép bộ trước mình nè, đây là cái bộ nha bạn, đây đầu vào hút gió vô rồi thổi nó ra. Đây mình sẽ test lại nữa. Đó, thì với cái máy bộ này mình có thể bơm bấm được ha. Đó. Thì cái áp suất của nó cũng khá là mạnh ha. Có thể bơm được bóng khá là tiện các bạn ha. Không cần dùng mềm để thổi ha. Thì cái đầu bộ này ra ra gió này các bạn sử dụng thích là để bơm bóng cho trẻ con ấy, trẻ nhỏ chơi hay là thổi bụi về mục đích gì đó, thổi than cái hàng cũng được, rất là mạnh nè. Lên thổi thùng bấm lên. Khá là ok.
Thì mình vừa tới xong cái sức sức thổi gió ra cái động cơ không có bụi hả? Thì giờ với giá là 80.000 thì khá là ổn à, rất là đáng tiền. Vì là động cơ không cho than nữa nên là nó sẽ không bị mòn cho than. Rất là đáng tiền. Để thở được bóng à. Giờ mình sẽ test sụp nước của nó. Đây nha, đây nước ngủ mình nè. Đổ hút nó vào. Rất là mạnh. À, đây là chế độ yếu nhất. Thì mình giảm xuống. Đây là cái tốc độ thấp nhất của nó. Thì sau khi mình test xong thì thấy cái áp suất của nó khá là cao, cái lực nén cùng cái ga của động cơ này khá là tốt rồi, tương đối ổn. Cảm ơn mọi người xem video của mình nha.